Chuyển nhà ra Bắc, anh Lâm đại hạ giá tới gần 6 tỷ đồng, bán nhanh căn nhà phố mặt tiền đường buôn bán cho thuê. Căn nhà ngày hôm nay đang tọa lạc trên trục chính Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà có diện tích khuôn viên đất là ngang 5 sâu vào 20 m, hướng chính Tây Bắc nha quý vị. Căn nhà này thì thiết kế theo mẫu kiến trúc tân cổ điển với phủ điêu và chỉ nẻo bên ngoài rất đẹp và cao cấp nha quý vị. Nhà thiết kế một trệt và 3 tầng lầu. Có khu vực đậu xe hơi, phòng khách, phòng bếp, 4 phòng ngủ, phòng karaoke, phòng giặt, phòng thờ và sân thượng trước sau. Và căn nhà này thì nội thất bên trong toàn gỗ quý nha quý vị. Đây là một căn nhà phố ngang 5 sâu vào 20m với giá bán đang được chủ nhà đưa ra ở mức thanh khoản vô cùng hấp dẫn, chỉ 14 tỷ đồng còn thương lượng. Quý chị có bác cô chú quan tâm đến căn nhà mặt tiền đường ngang 5 sâu vào 20m này, hãy alo ngay về cho em Huy Hùng theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp căn nhà. Nhà chính chủ xây ở sổ hồng riêng, hoàn công đầy đủ pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Đường trước nhà là con đường mặt tiền buôn bán sầm uất, đường 10m thông có vỉa hè. Khu vực này thì nằm ở trung tâm phường 9, khu vực ăn uống và kinh doanh rất là sầm uất và nhộn nhịp nha mọi người. Rất là gần với công viên làng hoa, chợ và nhà thờ Nhông Tây. Quý vị đang cùng em Huy Hùng tham quan khuôn viên bên ngoài, con đường và mặt tiền, mặt chính căn nhà ngang 5 sâu vào 20m, tặng kèm full nội thất toàn gỗ đỏ và tất cả sẽ được để lại khi mua. Chúng ta đang tham quan con đường bên ngoài nhé. Và quý chị cô chú, chúng ta sẽ cùng Huy Hùng ngắm nhìn lại mặt tiền, mặt chính để chúng ta vào bên trong tham quan thực tế căn nhà ngang 5 độ sâu vào 20m, chính chủ xây ở, nội thất bên trong toàn gỗ đỏ đang được chào bán với mức giá hạ sâu chỉ còn 14 tỷ đồng này nha mọi người. Căn nhà chính chủ xây ở này. Bên ngoài thì quý vị sẽ có vỉa hè 2m. Vỉa hè này được lót đá xanh và bên trong sẽ là lớp cửa nhôm đúc rất là đẹp và tuyệt vời. Mẫu tân cổ điển thì người ta thường làm những cái cửa nhôm đúc này quý vị này, rất đẹp nha. Và bên trong lớp cửa cổng nhôm đúc sẽ là một lớp cửa cún bên trong và di chuyển vào trong sẽ là gara đổ xe hơi. Khu vực gara đổ xe hơi thì chúng ta đổ vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ. Và đây là mặt tiền này, mặt tiền tân cổ điển. Có rất là nhiều phù điêu được đắp bên ngoài và được sơn phun cát, phải nói là tuyệt vời luôn nha quý vị. Căn nhà này thì có diện tích ngang 5 sâu vào 20 và diện tích công nhận dân số là 100m², phun thổ cư, pháp lý giấy tờ rõ ràng, mua bán công chứng nhanh gọn ngay trong ngày. Khu vực nhà đổ xe hơi thì dài khoảng tầm 5m rưỡi, quý vị đổ vừa xe hơi 4 đến 7 chỗ, được ốp nhựa, dán giấy, treo tranh và làm rất là tuyệt vời. Đây là khu vực nhà đổ xe hơi, xe máy của căn nhà. Nhà chủ nhà xây ở nên đầu tư và thiết kế nội thất bên trong phải nói là tuyệt vời luôn nha quý vị. Quý vị sẽ di chuyển vào trong khu vực không gian phòng khách này. Phòng khách thì quý vị sẽ có những cái bộ bàn ghế gỗ đỏ kết hợp với trần gỗ đỏ đóng rất đẹp và có những cái lục bình rất là bự nha. Kết hợp với màn hình TV, phía dưới nền thì được ốp gạch 80 vuông, có điểm chỉ màu vàng, nhìn rất là tuyệt vời. Mẫu tân cổ điển này thì với rất là nhiều gỗ, quý chị nào yêu chuộng những căn nhà mà có nhiều gỗ thì hãy đến xem căn nhà này. Căn nhà ngang 5 sâu vào 20m. Chủ nhà đang cần bán gấp nên đưa ra mức thanh khoản là 14 tỷ. Và với giá bán 14 tỷ này thì anh chủ nhà nói chỉ còn bớt lộc lá khoảng tầm 50 đến 100 triệu cho quý anh chị thậm chí mua thôi nhé. Không gian ở dưới nhà cầu thang này, quý vị thấy cầu thang có trụ gỗ đỏ rất là đẹp, tay vịn gỗ đỏ và lan can cũng làm bằng nhôm đúc kết hợp với mặt đá hoa cương màu trắng đen. Chúng ta đang ngắm nhìn không gian cầu thang căn nhà. Quý anh chị nào mà yêu thích những căn nhà có nội thất nhiều gỗ, mặt tiền đường có thể vừa ở vừa buôn bán cho thuê thì hãy đến tham quan căn nhà này. Căn nhà này thì có ô giếng trời ở giữa, quý vị có thể gắn thêm thang máy 450kg nhé. Không gian phòng bếp phía sau này, phòng bếp thì cũng được ốp toàn gỗ đỏ và tủ bếp trên dưới thì cũng được làm bằng chất liệu gỗ đỏ nguyên khối kết hợp với bàn ăn 6 ghế bàn tròn. Và đây là không gian bếp của căn nhà, quý vị nhìn này, khá là đẹp nhé. Ngang 5 sâu vào 20m, xây khoảng tầm 5-18 nha quý vị. Chủ nhà có trừ sân sau và trần phòng bếp và phòng khách thì được ốp gỗ hoàn toàn kết hợp với đèn thả xuống rất là lung linh. Khi mua thì toàn bộ nội thất bên trong căn nhà sẽ được chủ nhà lấy lại, do chủ nhà chuyển công tác về Bắc nên không mang nội thất đi nha mọi người. Chúng ta đang đến với không gian phòng bếp và phía sau đây là sân sau kết hợp với không gian phòng vệ sinh. Khu vực sân sau thì sẽ có một lớp cửa nhôm 4 cánh ra khu vực sân sau, có giếng trời nhỏ và có trồng cây xanh này. Rồi bên trên thì có rào chắn xung quanh rồi và ốp gạch trang trí.
Một không gian phòng vệ sinh dưới tầng trệt bao gồm bồn cầu, lavabo rửa mặt, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn LED để chúng ta có thể sử dụng cho không gian phòng khách và phòng bếp này. Với một căn nhà mà có gara xe hơi bên ngoài, phòng khách bên trong và phòng bếp phía sau như thế này thì đây là một căn nhà rất là hợp lý. Quý vị có thể vừa ở vừa mở phòng công ty cho thuê vì đây là một căn nhà mặt tiền đường nha quý vị, mặt tiền đường 10m thông buôn bán. Khu vực này thì rất là đông dân cư và kinh doanh bán sầm uất. Hướng chính Tây Bắc thì rất là hợp cho anh chị cô chú nào đang có mệnh phong thủy là Tây Tứ Trạch nhé. Và vị trí này thì nằm sát bên công viên Làng Hoa, chợ và nhà thành Đông Tây, thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Từ căn nhà thì quý vị anh chị cô bác di chuyển qua công viên Làng Hoa khoảng tầm 3-4 phút thôi và đi về sân bay Tân Nhất khoảng tầm 15 phút đi xe máy. Đi qua trung tâm thành phố Hồ Chí Minh thì khoảng tầm 30 phút. Và trên lầu 1 thì quý vị sẽ mỗi lầu thì chúng ta sẽ có một sảnh bên ngoài và hai phòng ngủ trước và sau. Hai phòng ngủ phía trước thì quý vị sẽ có bồn tắm nằm và một cái phòng xông hơi. Ở bên trong không gian phòng vệ sinh. Phòng ngủ thì có giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm, chăn ga gối đệm, bàn uống trà đều là chất liệu gỗ đỏ. Bên trên có trần thạch cao với chỉ nổi và máy lạnh mới tặng kèm. Phòng ngủ thì có luôn màn hình tivi nha quý vị. Do gia đình anh chuyển công tác về Bắc nên cần bán gấp với giá thanh khoản vô cùng tốt. Trước đây thì căn nhà này được chủ nhà chào bán với mức giá là gần 20 tỷ, nay chỉ còn 14 thôi. Căn nhà có giá bán phải nói là cực kỳ tốt cho một căn nhà ngang năm 20, sâu vào 100m, tính ra chúng ta 100m2. Đất mặt tiền này thì cũng tầm 120 triệu mét rồi. Và xây thêm căn nhà một trệt 3 lầu, nội thất hầm hố như thế này và rao bán với mức giá chỉ có 14 tỷ thì đây là một căn nhà quý vị có thể lưu ý đến tham quan, mua ở hoặc là mua đầu tư cho thuê thì phải nói là tuyệt vời. Phòng ngủ này thì có phòng xông hơi khô đá nóng bên trong này. Với một căn nhà mặt tiền đường, nội thất toàn gỗ và được xây dựng rất là đẹp như thế này thì quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua nhà mà yêu thích những căn nhà có nội thất gỗ thì đến với tham quan căn nhà này thôi quý vị. Không gian phòng ngủ số 2 phía sau này, quý vị sẽ có giường ngủ, tủ áo, máy lạnh đều được làm bằng chất liệu gỗ đỏ rất đẹp. Và bên trong đây sẽ là không gian giếng trời, vệ sinh. Tủ áo đóng âm tường ngay đối diện với không gian phòng vệ sinh thông ra giếng trời nhé. Phòng vệ sinh đều có bồn cầu, lavabo rửa mặt bên ngoài. Bên trong là bồn tắm nước vách ngăn, vòi tắm hoa sen và gương soi đèn LED. Quý vị đang đến với không gian phòng ngủ số 2, phòng ngủ phía sau. Và tiếp tục theo chân em Minh Hùng di chuyển lên khu vực lầu 2, chúng ta sẽ cùng đến với không gian phòng ngủ số 3 và số 4. Một căn nhà mặt tiền đường mà quý vị có thể vừa ở vừa cho thuê với giá bán tính ra thì chỉ hơn 100 triệu một mét như thế này thì khá là rẻ nhá. 100 triệu 100 mét vuông, giá bán là 14 tỷ. Tính ra thì căn nhà chúng ta thì đất ở đây 120 và cộng với tiền nhà xây dựng căn này thì tầm 4 tỷ, hơn 4 tỷ nữa thì chúng ta mua căn nhà này phải nói là tuyệt vời rồi quý vị nhé, rất là hợp lý luôn. Và đây là không gian của phòng số 3. Phòng này thì cũng đầy đủ trang thiết bị nội ngoại thất vô cùng đẹp, được làm bằng chất liệu gỗ gõ và được làm rất là đẹp. Phòng vệ sinh thì dài và bên ngoài có ban công kết hợp với cửa ra khu vực ban công. Ngoài ban công thì có lan can nhôm đúc kết hợp với cây xanh được trồng bên ngoài. Chúng ta đang tham quan một căn nhà chủ xây ở rất là đẹp, chắc chắn và kiên cố, với nội thất bên trong vô cùng cao cấp và cực kỳ mắc tiền. Quý vị nào đang có nhu cầu tìm mua nhà đẹp, giá tốt, có đầy đủ công năng, có luôn không gian phòng karaoke gia đình, hãy đến với căn nhà đang cần bán này nha mọi người. Căn nhà mặt tiền đường, nội thất toàn gỗ quý thôi. Đây là không gian cái phòng số 4 này. Phòng này thì vẫn có máy lạnh bên trong, có giường ngủ, tủ áo, bàn trang điểm và có cửa sổ ra giếng trời cũng như là có vệ sinh trong. Hãy liên hệ ngay cho Huy Hùng theo số hotline 0918178647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu căn nhà mặt tiền đường ngang năm sâu vào 20m đang tọa lạc trên trục chính Nguyễn Văn Khối thuộc phường 9 quận Gò Vấp thành phố Hồ Chí Minh. Căn nhà phố mà quý vị có thể vay ngân hàng lên tới 8 đến 10 tỷ nhé. Chúng ta đang di chuyển lên không gian lầu 3. Lầu 3 sẽ là không gian phòng giặt, phòng thờ, phòng karaoke gia đình và sân thượng trước và sau khu vực giặt đồ, phơi đồ. Chúng ta đang tới với không gian lầu cuối cùng của căn nhà. Lầu này thì chủ nhà có thiết kế cho mình một không gian phòng karaoke này. Ở đây có phòng karaoke, có trang bị sàn máy lạnh rồi. Chúng ta gắn thêm dàn karaoke âm thanh. Ở đây thì quý vị sử dụng không gian phòng này làm phòng karaoke gia đình rất là tuyệt vời nha quý vị. Trên khu vực sân thượng thì chủ nhà cũng làm một không gian phòng vệ sinh và có phòng thờ rộng kết hợp với sân phơi đồ. Và ngoài đây thì quý vị sẽ có không gian phòng thờ rất là rộng này. Phòng thờ thì có sẵn luôn bộ
thờ bằng gỗ đỏ này. Đây là không gian phòng thờ căn nhà. Và phía bên ngoài không gian phòng thờ thì chúng ta sẽ có không gian sân thượng trước. Sân thượng trước căn nhà thì cũng được làm nhìn rất là đẹp và được trồng cây xanh, bên trên thì có đúc mái luôn rồi. Ngang nam sâu vào 20 mét, chủ nhà đang cần bán gấp nên đưa ra mức thanh khoản là 14 tỷ và còn bớt thêm một chút lộc lá cho quý vị nào thiện chí mua. Căn nhà mặt tiền đường buôn bán kinh doanh đa ngành nghề. Quý vị có bác quan tâm căn nhà này, căn nhà một trệt 3 lầu có chỗ đậu xe hơi, vừa ở vừa kinh doanh, vừa cho thuê là văn phòng công ty thì phải nói là tuyệt vời. Giá bán là 14 tỷ đồng còn bớt nhẹ. Quý vị có bác quan tâm thì alo ngay về cho bên em theo số hotline 0918 178 647 để chúng ta đến tham quan và sở hữu trực tiếp. Phía sau đây thì chúng ta có không gian phòng vệ sinh phía sau, khu vực phòng giặt và phơi đồ ở khu vực này nha mọi người. Huy Hùng xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video lần sau.